vị quay trở lại với chương trình Kỷ Lực Sanh Đôi. Ở vòng chơi này rất là hay thưa quý vị. Hai đội sẽ cử hai thành viên ra và trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng các bạn nhận được 10 giây. 10 câu nhận được 100 giây. Càng nhiều giây các bạn cho bạn của mình để thể hiện phần lực. Thành ra phần này rất quan trọng. Ở luật chơi thì đội thua bắt buộc phải thay đổi. Hồi nãy Sĩ Thanh thì tí giờ phải đổi qua bên anh Tú ha. Còn đội này thắng có quyền muốn đổi hay không đổi tùy các bạn. Mà bây giờ nếu mình chơi cái trò này thì mình chơi cái trò gì anh ha? Giờ các bạn muốn biết trò chơi đúng không? Mình xem hình ảnh sau đây. Ô thử thách thứ hai. Sau khi người trí tuệ tích lũy thời gian từ các câu trả lời chính xác, người thể lực sẽ trải qua thử thách mang tên ném lon. Trong thời gian cho phép, người chơi thể lực mau chóng dùng bánh nhựa ném đổ chồng lon đã được sắp xếp sẵn. Mỗi lon đổ xuống sẽ được tính là 10 điểm, tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Ai chả, trò chơi tuổi thơ đây mà. Hãy vận dụng hết tuổi thơ để tham gia thử thách này nhé hai đội. Chúc hai đội may mắn. Ở luật chơi thì đội thua bắt buộc phải thay đổi. Hồi nãy Sĩ Thanh thì tí giờ phải đổi qua bên anh Tú ha. Còn bên đây muốn đổi không tùy các bạn, tùy huấn luyện viên của các bạn. Đổi. Đổi. Đổi ha. Dạ đổi, tại vì nãy thấy Phương Linh mỏi tay quá, đứng lên chuột hết trơn rồi. Rồi mời anh Tú ra đây. Là Phương Linh ra đây. Và bây giờ câu hỏi dành cho hai đội bắt đầu. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số. 999. Đúng rồi. Tổng của 9 cộng 9 cộng 9 bằng tích của hai thừa số nào? À, cái gì? Tổng của 9 cộng 9 cộng 9. 9 nhân 3. Chính xác. Wow. Hay. Hay quá Linh ơi. Sở hữu tài sản là tư sản, không có tài sản là vô sản. Vậy tạo ra tài sản gọi là gì? Tạo ra tài sản. Ừ. Là một. Sinh sản. Chính xác. Cái này hay, cái này hay nè. Cái gì cầm càng lâu càng mất tiền? Cái gì? Cầm đồ. Đúng rồi. Cầm đồ chính hay xác. Quá, cầm đồ càng lâu càng mất tiền. Tên chính thức của Mandip là Cộng hòa Mandip hay là Vương quốc Mandip? Đã đi. Cộng hòa Mandip. Chính xác. Yeah. Hay, hay. Cái gì Adam có hai mà Eva chỉ có một? Cái gì? Chữ A. Cái gì? Hai, Adam có hai chữ A, Eva có một chữ A. Đúng rồi. Yeah. Bộ phim điện ảnh duy nhất mà Sơn Tùng MTV tham gia tính tới thời điểm hiện tại. Chàng trai năm mấy? Đúng rồi. Ai là người nên duyên với Mỹ Nương trong sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh? Sơn Tinh. Đúng rồi. Em thử. Thử rồi. Em thử. Tiếp tục nè, nghe cho rõ nào. Sống là bài thơ nổi tiếng của thi sĩ nào? Sống ơi, đây. Sống. Sống. Sống một, của Hồ Xuân Hương. Sai. Xuân Quỳnh. Đúng rồi. Nhân vật của Lan Khuê trong phim điện ảnh Mẹ Chồng mặc trang phục màu gì? Màu gì? Tím. Đúng rồi. Khu vườn trên cao nổi tiếng nhất Singapore tên gì? 1, 2, 3. Khu vườn trên cao nổi tiếng nhất của Singapore. Câu giờ. Bỏ luôn. Bỏ chơi câu giờ. Giải thưởng điện ảnh mà không nghệ sĩ nào muốn nhận? Mâm xôi vàng. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Bà Trưng và bà Triệu có quan hệ huyết thống với nhau đúng không? Dạ, không ạ. Đúng rồi. Yeah. MV của ca khúc nào Mỹ Tâm đóng chung với Mai Tài Phến? 1, 2. Đừng hỏi 3. Em. Đúng rồi. Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ cà kê dê. Ngốc. Chính xác. 1 kg bằng mấy lạng? 10. Đúng rồi. Biểu tượng của Google có bao nhiêu màu? 4 màu. Chính xác. Yeah. Cái gì càng nặng càng nhẹ? Kem đánh răng. Đúng rồi.
Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai người đúng hay sai? Trời ơi, cái câu này là một người. Đúng rồi, một người. Đạo diễn của phim Đảo của Dân Ngụ Cư là ai? Chị Hồng Ánh hả? Đúng rồi. Ban nhạc Backstreet Boys Đình Đám một thời có bao nhiêu thành viên? 5. Chính xác. Một quá. Trời ơi, cái vòng này tôi mệt với hai đội quá. Đội của Quốc Thuận là trả lời được 9 câu hỏi, còn đội Phương Thanh trả lời được 11 câu hỏi. Wow. 9 câu của anh Tú nhận được 90 giây, đó là thời gian của các bạn để thi thể lực. Còn bên đây 11 câu, chúng ta có 110 giây để thể hiện thể lực của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thể lực của hai đội như thế nào.